khởi tố nhóm đối tượng mở tiệc ma túy trong nhà nghỉ. Ngày 14 tháng 4, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Đoàn Văn Tiến, sinh năm 1981 trú tại thôn Phượng Năng, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1996 trú tại thôn Giáp Hạ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Ngô Thị Thành, sinh năm 1994, trú tại thôn Đông, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 4 tháng 4, Công an huyện Lục Ngạn tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Lucky địa chỉ tại thôn Tư Một, xã Quý Sơn. Huyện Lục Ngạn phát hiện một phòng ở tầng 3 nhà nghỉ có 7 đối tượng, 3 nam, 4 nữ, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm Đoàn Văn Tiến, sinh năm 1981, Hà Thị Hằng, sinh năm 1997 cùng trú tại thôn Phượng Năng, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn, Phạm Thị Hoa, sinh năm 1984 trú tại thôn Hà Thanh, Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Đào Thị Vân Anh, sinh năm 1993 trú tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Trú, huyện Lục Ngạn, Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1996 trú tại thôn Giáp Hạ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Lưu Văn Mạnh, sinh năm 1988 và Ngô Thị Thành, sinh năm 1994 cùng trú tại thôn Đông, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 6 túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng. Qua giám định, xác định số chất trên là ma túy dạng ketamin, khối lượng 3,069 gram, một đĩa sứ hình tròn màu trắng, một thẻ ATM và một số đồ vật khác liên quan. Đồng thời, cơ quan công an đã tiến hành test nhanh đối 7 đối tượng trên, kết quả 7 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang tiếp tục điều tra vụ án trên theo đúng quy định.